Không, map 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 thị trấn. Map thị trấn spawn toàn xa nhau thôi, có bao giờ gần nhau đâu. Uầy. Để sao em thấy con kia? Không sao, chơi được. Nhưng không có 6 đâu nha. Ấy luôn, chơi được. Còn 6 thì gì? Ừ, đợi chưa. Ủa, chơi chơi mai không mang 6 thì còn đòi ai mang 6 nữa? Không, tôi cầm điện thoại bà ơi, cô cứu ra, chưa chắc tôi ra đi cứu được cơ. À. Tôi được. Tôi có thể cùng thế thì thôi, quy mở mà. Thế thì thôi, là nghĩa là lỗi của chị. Đúng rồi. Chị ra là vậy á. Tự nhiên vấn đề đi. Thế thằng Cairo thì mang 312 chứ nó có mang 6 đâu. Nhà nhỏ, tôi ở nhà nhỏ. Nhà lớn, nhà nhỏ hả? Ừ. Support được. Đứng lên tay ngó một cái thì thường tụ trang hay jumpscare chứ. Ui ui. Có con gì, có con đồ gì đi từ cây thông ra nhà nhỏ nhá. Dạ để phải đi tìm đập vào đây rồi. Không biết con gì, chưa biết con gì. À, Claire. Con gì? Là sao? Claire, con gì bang. Con Claire con. Là Claire, Claire à? Hay Claire? Claire. Cái đọc là Claire. Ôi trời ơi. Chị đánh được cho yeah. Đánh được nha. Để chị lượm lượm cả bóng nữa. Nó đi qua, nó không phá đèn, nó đi qua kìa. Leo đi. Leo đi, nó thành thế đấy. Ôi giời, đánh trượt rồi. Leo đi, nó thành thế đấy chị. Em còn chưa thấy nó ở đấy. Rồi đây. Thế nó đi vào trong rồi chị, nó đi vào trong. Nhìn ngược lại. Không, nó đi hẳn ra ngoài. Đi hẳn ra ngoài thôi, giải tán. Không dậy được rồi. Nó phá chỉ một quả bóng rồi. Ê, má. Chị ghi mất rồi, má. Chị đừng có sờ bơ nữa thôi, có gì đâu. Không, nó vừa coi cái nó dính luôn, nó ừ, nó vừa xoắn ấn luôn, biết rồi, cái con này nó có chơi kiểu đấy, khó chịu lắm. Nó spam luôn hai giấy. Ơ, xong chạy vào đây, chạy vào nhà này. Ôi giời ơi. Anh trai ơi, ủa, hit bóng. Hit bóng này dính nhà em. Đó hết. Sao hit bóng nó dính thử con anh trai được vậy? Ê, ủa, khó hiểu vai. Mọi người để ý cái hit nút. Em thấy ngồi thôi chị Hiêu. Chị qua chị cover này chị. Đeo đánh được rồi. Đánh tật à, khó quá. Thôi. Ơ sao hit bóc nó lại dính. Thôi chị đi đi, chị đi đi. Ui. Chị đi đi, chị qua đây chị Hiêu em hộ cái này. Chị ơi. Đây. Khó chơi thế nhở? Ơ sao hitbox nó lại dính ta? Thì đó. Mấy thằng mắt hitbox nó dính được đây. Rồi đâu Hiêu? Đi được không em ơi? Vô nốt đi. Bốn máy đó. Hai người đi cùng luôn. Hiêu thôi. Sao đánh khó trúng thế nhở? Thế 8 với 2 dễ trúng hơn á. Mà đi cover luôn. Cover cái gì nữa, 4 máy còn cover cái gì. Hay. Tiếp em ơi. Đi cover. Em chỉ đi cover. Ok. Ngơ rồi. Nhanh. Nó đi vòng quá, nó đi vòng quá. Ping lên xem nào. Ở nhà nhỏ nè chị, chỗ em nằm nè chị. Thế nó sắp hài đến nơi rồi. Ôi chị đi luôn. Ê, không dùng hài được. Thôi. Ôi sao không có tăng tốc nữa ta. Ôi giời. Ui. Đây. Ai à? Người đến tưởng chị. Không sao, tin làm sao được, đứng dậy đi chứ, tưởng đâu mà tin.
Cái gì mà tần đúng mà. Ở dậy, từ dậy chưa đâu mà tin, không tin được đâu. Từ giờ đi. Quá lâu thế. Giờ đây anh được bán được không? Pha bay nhỉ, pha bay. Ồ trời đấy nhỉ, giờ còn có hai quả bóng thôi. Trời ơi chị ơi. Quả bóng chị đã làm rồi là sao? Thế bây giờ em như quả bóng chị không? Em đâu có quả bóng. Sao con rơi bị ăn ít hoài vậy? Đi cô vợ mà chị ơi, giờ nó không ăn hết em chứ nó đau. Cứ cô vợ đi, tôi ra hiệu cho. Ôi đèn sáng quá chị ơi. Đèn. Rồi chói ok. Em leo cửa sổ ra đi. Ê, nó có cái leo rồi. Nó thay đồ à, đánh hụt. Đánh hụt. Cố lên em để cho con rơi dậy, rơi ra đi rồi câu mở tiếp rơi ơi. Đây, xa rồi. Xa quá rồi. Xa quá rồi. Thôi, em chết được rồi. Chết rồi đấy. Ô, ở đây đánh hụt trời. Không hiểu. Ở đâu rồi? Nó đang tận cây thông cơ. Ba lét rồi kìa đấy, đấy. Cây thông. Nó có chặn rồi. Sờ chỉ được không trời. Rồi, à gần ấy ơi, hưu. Thôi rồi, mất tự giải luận được. Mẹ bà đập máy đi, tôi đi cover tiếp. Vinh lên em ơi. Ê. À. Bà quá. Có sọ. Được không? Rồi. Thôi không được rồi. Không có body lock. Chị ơi. Quá hay. Rồi. Chị không tát được. Nó hút chị luôn, chị hết tự dạy rồi. Chị hết tự dạy rồi, nó hút chị luôn. Em hết rồi. Nó hút chị luôn rồi, trời ơi cứu. Hiu. Tôi chạy ra hiu, mất tự dạy rồi. Giờ chỉ còn rơi đi con vờ thôi, còn mình phải thấy hiu đã. Ui. Ôi, rồi. Xong rồi. Ôi, xong rồi. Không kịp chứ nó. Không sao. Ôi quả đấy chạy lố quá, thế là nó quay lại nó vả luôn. Lỗi quá trời lỗi. Ơ, hiu đẩy đi em. Hiu đẩy luôn đi, rơi lên cái lần đầu còn hai máy à. Hoặc là nếu mà em biết em hết tự hiu thì mày sẽ bỏ đây. Mày bỏ tao đi. Không chắc là mất tự hiu không hiểu. Hiu rồi. Rồi vẫn sách kìa. Sách này cái gì không? Vẫn sách, bắt phải đi cứu. Giờ đập hai máy nguyên à? Giờ sửa máy như nào? Sửa máy như nào? Ru đi sửa, tôi cứu cho. Ê, nó thấy tôi rồi. Listen ơi, chị ơi. Á, à, hầm ở chỗ chị. Chị Anna đang chạy. Thôi, bà cứ rụ nó đi, bà cứ rụ nó đi. Nó thấy rồi, chị đó. Chị ơi sửa máy chị ạ. Để sửa máy chị. Chị sửa luôn. Hiu tiếp này rồi. Ơi, mát bóng như lồn vậy. Nè, chị đến đấy là không kịp. Không, đứng xa quá. Ôi, sao quá. Thôi này nhặt bóng đi chị. Rồi, giờ sao ta? Giờ bà đi cứu đi chứ, sao tôi cứu được. Ừ, đúng rồi, đi giải máy. Ơ kìa. Má, sao vậy? Ê, xong rồi. Bon. Ơi, body. Ôi. Ủa cái cũng có cái ghế đó mà chị. Không gì đâu, nó xa lạ ra đi. Đồ đấy. Thôi. Tại sao đánh hụt được trời ơi. Đứng rất là xa rồi. Không chị ơi, cái hit con này nó kỳ cục lắm chị. Hồi nãy á, em giật hit cho một sọ mà em không hiểu tại sao. Ê mẹ ơi, tao hết tự hiu rồi. Tao hết tự hiu rồi. Giờ tự xa đi. Cái này ta gọi là tự sát nhây này. Chị Lan đã anh mà mặt cười. Rồi. Cái hitbox nó kỳ lắm luôn á. Ừ nhưng mà cái hitbox của cái này làm sao mà dính sao? Làm sao mà dính vào con Enchan được lạ vãi luôn ý. Ừ mẹ Enchan đứng xuống bên này. Ờ Enchan đứng bên đó mà dính được kỳ vào lờ. Đừng ca nhà máy nữa được không bà? Không nó cạp bên cái bãi âm ngoài mày chị. Rồi mất âm mẹ. Tiếp tục ca nhà máy.
Ừ thì mất bờ linh rồi đó. Ông bờ linh cứ cay, cứ cay đi, cứ cay thôi rồi. Để lúc đánh được một tí thì chị. Ôi trời cái gì. Mà chị tôi đánh không luôn. Thôi được rồi chị à, bây giờ mình đi ra ngoài đi, mình quỳ dưới chân nó đi chị. Thôi thôi, không thể nào mà nối nghiệp Cairo Trần được. Đúng rồi đó chị. Yeah, em chưa từng thấy chị dùng skill. Chị đánh trúng được một lần còn gì nữa? Chị đánh trúng được một lần còn gì nữa? Không, em chưa đi dùng chỉ cái enrage gì vậy. À, cái nộ đấy là phải có góc đúng không? Nhưng mà chị không canh được góc, chị bấm không kịp. Chị gồng lên cái chị bỏ gồng đi là chị sẽ hồi. Hồi gì? Ôi rồi hết bóng mục tiêu rồi. Ý là reset. Chị đánh reset bóng xong chị gồng, chị gồng lên thì thời gian đánh bóng của chị sẽ hồi lại về không luôn. Chị đánh được tiếp luôn. Nè, chị nhìn ừ chị biết rồi nhưng mà chị không làm kịp, khổ. Thế chị làm thế nào luôn. Em nói nghe nè, chị thấy cái tủ không chị? Chị chạy lại đó chị chút. Chị trốn đi trước khi mà nó soi cho chị. Nó soi làm sao được đoạn này, làm gì có cái gì mà soi. Ở nhà này nó có máy đâu. Nó còn đứng nó cao, nó còn chả thèm đi dí chị này. Ừ nó đứng. Thôi làm cam phay to phay. Cam phay to phay. Chơi cam gì cam phay to phay gì vậy con. Phay to phay. Con master còn đồ á, tại vì nó hết bling rồi. Nhìn emote cũng vui. Rồi nhảy hồng. Ơ đồ hàng. Cười quá rồi. Chị đánh trúng được một quả con. Ôi trời cầm SC vô Quimer ạ. À.